Lứa rồi hả? Che cái bóng đèn này chứ rớt bóng đèn á, mở từ trên xuống. Có lên nhà đang nấu nấu cơm mà. Ờ, em đi ra ngoài ăn. Chứ nấu còn tốn tiền hơn mà còn ăn không ngon. Muốn ăn gì cái ra mua ăn cái gọi xong mà đỡ mất thời gian nữa chứ. Bữa nay về nè. Dạ, cái này về. Ăn đi về hay là đi đò? Đi xe về. Đi đò về không?
trời con đang ổng có đủ rồi nè, bữa nay tôi thiếu rồi nè, tính bụng mà thêm nữa đó, tính bụng mà thêm 1 triệu nữa nè. Em hả? Đang đang YouTube.
Qua đây là tôi về là giờ đó. Nằm giống, nằm giống thì còn ngón nữa mới rồi. Hôm qua mình nằm giống thì tôi về. Ai chị sao mà không ngứa, da mà nó cứng nguyên chùm giống như bộ ghế.